Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày 13 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Hacker Trung Quốc do thám mạng Quốc hội Việt Nam, xem ai chống đối hay ủng hộ Bắc Kinh. InSkid Group, một đơn vị nghiên cứu công ty an ninh mạng có trụ sở tại Hoa Kỳ vào hôm 8 tháng 12, đã công bố một báo cáo về hoạt động gián điệp mạng của Trung Quốc nhắm vào các quốc gia ở khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là có cả Việt Nam, nhằm xem ai chống đối hay ủng hộ Bắc Kinh. Bản tin trên đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 10 tháng 12 như sau. Ba cơ quan đảng, chính phủ được nêu tên trong báo cáo đã bị TAK-16, nhóm hacker bị nghi là được hậu thuẫn bởi chính phủ Trung Quốc do thám mạng bao gồm Cục Công nghệ, Thông tin và Dữ liệu Tài nguyên Môi trường thuộc Bộ Tài nguyên Môi trường, Quốc hội và Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là hình ảnh trang mạng chính thức của Việt Nam Airlines bị hacker Trung Quốc chiếm quyền điều kiểm soát trong hơn 1 giờ vào chiều ngày 29 tháng 7, đã khiến 100 chuyến bay từ Hà Nội vào Tân Sơn Nhất bị ảnh hưởng, uy hiếp nghiêm trọng an toàn bay. Điểm đáng chú ý được báo cáo nêu ra là hoạt động gián điệp mạng chủ yếu nhắm vào những nước đang có tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông hoặc những nước có những dự án quan trọng thuộc sáng kiến Vành đai và Con đường như Campuchia hoặc Lào. Mục đích được cho là để thu nhập thông tin tình báo ở nhiều lĩnh vực khác nhau như an ninh, kinh tế, chính trị, nhằm giúp chính phủ Trung Quốc tạo ảnh hưởng sâu rộng hơn ở trong khu vực. Trả lời phỏng vấn của Đài Á Châu Tự Do, giáo sư Cathay từ trường đại học tại Úc cho biết nhận định về vấn đề này như sau. Điều mà Trung Quốc muốn thông qua hoạt động gián điệp mạng của họ ở những quốc gia này, bao gồm cả văn phòng trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, đó là thu nhập thông tin tình báo với những cuộc thảo luận nội bộ, xem ai ủng hộ Trung Quốc, ai chống Trung Quốc, và những lằn ranh đỏ là gì, những vị thế mặc cả ra sao, thông tin về thương mại lẫn chính trị. Và sau đó họ sử dụng những thông tin đó để đối phó với những quốc gia này. Riêng về trường hợp của Việt Nam, nước đứng thứ 3 trong khu vực với hơn 100 mục tiêu bị nhắm đến bởi nhóm hacker của Trung Quốc, giáo sư Cathay bình luận. Chúng ta biết rằng từ trước khi Internet xuất hiện thì đã có những cán bộ Việt Nam bị buộc tội làm gián điệp cho Trung Quốc. Trung Quốc vẫn luôn sử dụng hình thức gián điệp này để phá hoại sự nghiệp chính trị của những chính trị gia ở Việt Nam mà họ cho rằng thù địch. Ví dụ như những chính trị gia có thiên hướng dân tộc chủ nghĩa với những thái độ không được lòng Trung Quốc. Ngoài ra thì những thông tin thu thập được cũng sẽ được sử dụng trong các cuộc đàm phán song phương. Đây là hình ảnh Việt Nam, nước đứng thứ 3 trong khu vực với hơn 100 mục tiêu bị nhắm đến bởi nhóm hacker đến từ Trung Quốc. Văn phòng Trung ương Đảng là một mỏ vàng. Nó là nơi mà tất cả những quyết sách tối quan trọng về mọi vấn đề được lưu trữ. Nếu Việt Nam không bảo vệ những thông tin này thì Trung Quốc chắc chắn sẽ lấy được nó. Được biết vào những năm 2015, một cựu phóng viên báo Thế Giới và Việt Nam thuộc Bộ Ngoại giao đã bị kết án 6 năm tù về tội làm gián điệp cho Trung Quốc. Hồi năm 2018, một cựu cán bộ ngành công an của Việt Nam là Nguyễn Hoàng Dương cũng bị tuyên án 7 năm tù về tội làm gián điệp cho Trung Quốc. Trong cuộc họp báo vào hôm 9 tháng 12, trả lời câu hỏi của tờ báo Bloomberg về buộc thực hiện gián điệp nhắm đến các quốc gia Đông Nam Á, ông Ung Văn Bân, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng nước này phản đối và kiểm soát mọi hình thức tấn công mạng theo quy định của pháp luật. Ông Uông cũng khẳng định cáo buộc trên là hành vi phát tán thông tin giả nhằm đánh lừa cộng đồng quốc tế và gây chia rẽ các quốc gia với nhau. Cùng ngày, trả lời câu hỏi của phóng viên hãng AP về thông tin vừa được công bố, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng tuyên bố phản đối các hành vi tấn công mạng dưới mọi hình thức và sẵn sàng hợp tác với cộng đồng quốc tế trong vấn đề này, nhưng không nhắc gì đến Bắc Kinh. Trốn qua Campuchia đánh bạc và thua sạch túi, Nguyễn Hoàng Dương khi đó đã dọa bán tài liệu mật của Bộ Công an cho Đại sứ quán Trung Quốc và các tổ chức cá nhân nước ngoài để ép cấp trên chuyển tiền đánh bạc tiếp. Đây là hình ảnh cán bộ công an Nguyễn Hoàng Dương đã bị tuyên án 7 năm tù về tội làm gián điệp cho Trung Quốc. Vào ngày 16 tháng 4, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Dương, 33 tuổi, 7 năm tù về tội làm gián điệp, 1 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản, tổng hợp hình phạt phải chấp hành là 8 năm tù. Theo cáo trạng, Nguyễn Hoàng Dương nguyên là cán bộ đội 9, phòng 3, cục kỹ thuật nghiệp vụ 1, tức là A70 của Bộ Công an. Sáng ngày 19 tháng 19, Dương đi theo đường tiểu ngạch trốn sang Campuchia để đánh bạc và thua hết tiền.
Sau đó, Dương nhắn tin cho em gái xin 5,5 triệu đồng để đánh bạc nhưng tiếp tục thua hết. Dương tiếp tục giả mạo giang hồ nhắn tin cho em gái Dương nói đang giữ Dương vì thiếu nợ. Nếu muốn thả Dương thì chuyển tiền vào tài khoản. Tuy nhiên, em gái Dương không gửi tiền như vậy mà yêu cầu báo công an. Những ngày sau đó, Dương nhắn tin cho một cán bộ thuộc đội 9A70 và ông Dương Danh Kiểm, đội trưởng đội 9, nói nếu không đưa tiền thì Dương sẽ chết. Do lo ngại Dương xuất cảnh trái phép có thể đem theo tài liệu mật sẽ ảnh hưởng đến đơn vị, nên lãnh đạo của Dương đã chuyển cho Dương 5 triệu đồng. Tuy nhiên, Dương không về Việt Nam mà tiếp tục đánh bạc hết số tiền nói trên. Dương cũng nhiều lần đề nghị dùng email, số điện thoại liên lạc với Đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia và Đài Á Châu Tự Do để bán các tài liệu mật đã sao chép lấy tiền đánh bạc. Đây là hình ảnh Thiếu tướng Trương Giang Long, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị đã tiết lộ nhiều quan chức Việt Nam liên đới gián điệp Trung Quốc ở ngay trong bộ máy của Đảng và chính quyền Việt Nam. Vào ngày 2 tháng 10, Dương đến Sòng Bạc rút 2 triệu đồng do một cán bộ Cục Bảo vệ Chính trị 2, Tổng cục An ninh Bộ Công an gửi cho Dương vay. Khi đang rút tiền thì Dương bị công an Campuchia bắt giao cho công an Việt Nam. Về các vụ án này, nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng cũng đã đưa ra bình luận trên Đài Tiếng nói Hoa Kỳ như sau. Chỉ đến đầu năm 2017, một quan chức cấp cao của Bộ Công an Việt Nam là Thiếu tướng Trương Giang Long, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị kiêm Giám đốc Học viện Chính trị Công an Nhân dân mới nói một cách mập mờ về tình trạng gián điệp Trung Quốc kèm theo nhiều quan chức Việt Nam liên đới đang nằm ngay trong bộ máy của Đảng và chính quyền ở Việt Nam. Tuy nhiên, thông tin này cũng chỉ được giới hạn trong một cuộc nói chuyện nội bộ mà không biết vô tình hay hữu ý, video về cuộc nói chuyện của tướng Long đã được tiết lộ trên mạng xã hội. Cũng có một chứng cực hiếm hoi khác về gián điệp Trung Quốc, đó là vào ngày 30 tháng 9, Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội đã bất ngờ đưa nhà báo Hà Huy Hoàng ra xử án về tội làm gián điệp cho Trung Quốc. Hà Huy Hoàng, 55 tuổi, từng là phóng viên báo Thế Giới và Việt Nam thuộc Bộ Ngoại giao đã bị xử tội vì tội làm gián điệp theo Điều 80 Bộ Luật Hình sự và đã bị án 6 năm tù vì cung cấp thông tin cho tình báo Trung Quốc. Đây là hình ảnh tin tức về vụ nhà báo Hà Huy Hoàng làm gián điệp cho Trung Quốc đã bị báo chí Việt Nam xóa sạch. Tuy nhiên, các báo nước ngoài vẫn còn lưu hình ảnh và thông tin này. Một chi tiết đáng lưu ý là vụ xử nhà báo Hà Huy Hoàng được thực hiện vào ngày 30 tháng 9, tức chỉ vài ngày sau khi Tập Cảnh Bình tuyên bố ở Washington rằng Trường Sa, Hoàng Sa là của Trung Quốc. Động thái chính quyền Việt Nam quyết định xét xử công khai vụ án gián điệp liên quan đến tình báo Trung Quốc xảy ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ và Trung Quốc có dấu hiệu căng thẳng trở lại và nhiều lãnh đạo của Việt Nam, đặc biệt là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa công du Hoa Kỳ vào tháng 7 năm 2015 khi đó. Đương nhiên, một phiên tòa xử gián điệp Trung Quốc dù bị cáo là người Việt Nam vẫn là cú đánh trực diện và thể diện của chính quyền Trung Nam Hải và giới tình báo Hoa Nam. Có một điểm tương đồng rất quan trọng giữa hai vụ xét xử Hà Huy Hoàng năm 2015 và vụ xử Nguyễn Hoàng Dương năm 2018, không chỉ dừng lại ở quan hệ Mỹ-Trung mà có quan hệ Việt-Trung đều có gam màu nóng. Điểm khác biệt lớn giữa hai vụ xét xử trên là vụ xử Hà Huy Hoàng xảy ra vào khoảng hơn một tháng trước khi Tập Cảnh Bình đến thăm Việt Nam vào cuối tháng 11 năm 2015. Còn vụ xử Nguyễn Hoàng Dương thì diễn ra 5 tháng sau khi Tập Cảnh Bình gặp Nguyễn Phú Trọng ở Hà Nội vào tháng 11 năm 2017. Và cứ như thế, các đồng chí từ Bắc Kinh luôn dòm ngó và tìm mọi cách đánh cắp thông tin tình báo của các đồng chí tại Ba Đình. Họ không bao giờ tin nhau. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 12 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Frank giải thích Hoa Kỳ đã bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa như thế nào. Trong phần tiếp phỏng vấn với cựu phân tích gia chiến lược của CIA ở Việt Nam, đài BBC đã hỏi ông Frank về câu chuyện Hoa Kỳ đã bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa như thế nào từ sau hòa đàm Paris năm 1973. Mỹ có phản bội hay bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa hay không? Theo Frank, vào năm nay 78 tuổi, hiện sống tại California, là một câu hỏi phức tạp đòi hỏi một câu trả lời cặn kẽ. Ông nhận định rằng việc bỏ rơi này khởi đầu với Henry Kissinger, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Richard Nixon, và sau đó là General Ford. Đây là hình ảnh Henry Kissinger. Franz nói rằng Kissinger đã bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa vì lý do chính trị. Tôi đặt tựa một cuốn sách của mình viết là
khoảng cách coi được. Tựa đó nhắc đến sự kiện vào năm 1972 khi Kissinger đàm phán hòa bình dẫn đến việc ngừng bắn, điều duy nhất ông quan tâm là đưa Hoa Kỳ ra khỏi cuộc chiến, thoát khỏi vũng lầy xấu hổ. Kissinger muốn phải có một khoảng thời gian được coi giữa việc rút quân của Hoa Kỳ ra khỏi Việt Nam và chiến thắng tất yếu sẽ đến của Cộng sản, để Hoa Kỳ không bị đổ lỗi cho việc thất trận. Khi Kissinger gặp Chu Ân Lai năm 1971 để sắp xếp cho chuyến công du bí mật của Nixon đến Trung Quốc, ông nói với Bắc Kinh rằng nếu có ngừng bắn ở Việt Nam, Hoa Kỳ sẽ không tái can thiệp quân sự. Và chỉ cần có khoảng thời gian hợp lý giữa cuộc ngừng bắn đến lúc Hoa Kỳ rút quân và sự tiếp tục xâm lược của Cộng sản, chúng tôi sẽ không quan tâm nếu đồng minh Bắc Việt của quý vị tấn công Nam Việt Nam, miễn là họ không tấn công ngay sau khi chúng tôi rút đi. Đó là câu khởi đầu của lý thuyết khoảng cách coi được, mà ngày nay nhiều người nhận định là sự phản bội Việt Nam Cộng Hòa của Hoa Kỳ. Kissinger đến Paris vào mùa hè năm 1972 để đàm phán với Lê Đức Thọ về những gì sau đó trở thành Hiệp định Hòa Bình. Lúc đó, Kissinger bàn với Nixon rằng nếu mọi thứ chỉ cần kéo dài đến tháng 10 tới, tức là vài tháng nữa, hay nói cách khác, qua cuộc bầu cử Tổng thống kế tiếp thì sẽ không ai thèm quan tâm đến điều gì xảy ra cho Việt Nam sau một năm sau đó, tức năm 1974. Sẽ không ai còn quan tâm và Mỹ thì đã rút khỏi cuộc chiến từ lâu. Câu hỏi của đài BBC rằng Kissinger đã thực sự bàn với Nixon như vậy phải không? Làm sao ông biết được điều đó? Trump trả lời, bởi vì Nixon đã ghi âm lại tất cả những cuộc trò chuyện này và trong những năm gần đây, rất lâu sau tôi mới viết cuốn sách và băng ghi âm được những cuộc trò chuyện đó được bạch hóa, nên bây giờ chúng ta có thể xác minh bằng chính lời của Kissinger và Nixon rằng quả thực họ đã chuẩn bị bỏ rơi Việt Nam vào năm 1972. Thật ra, Kissinger đã đề cập điều này với Trung Quốc từ năm 1971, một năm trước khi Hoa Kỳ mở rộng quan hệ với nước này. Khi Kissinger đến Bắc Kinh, ông cho rằng chúng tôi sẽ giúp các bạn một tay, hãy cùng chúng tôi thu xếp để Nixon đến thăm Trung Quốc, hãy cùng nhau mở mang quan hệ. Đây là hình ảnh Nixon sang Trung Quốc gặp Thủ tướng Chu Ân Lai và cả Chủ tịch Mao vào năm 1972, mở đường cho chiến lược mới của Hoa Kỳ về khối Cộng sản và châu Á, gồm cả các vấn đề liên quan đến hai miền Nam và Bắc Việt Nam. Ảnh ông bà Nixon thăm dân Trung Quốc ở Tây Hồ, Hàng Châu. Điều này cũng dễ hiểu, chiến tranh Việt Nam lúc ấy đang là một vấn đề rất lớn. Bắc Kinh là đồng minh của Hà Nội, vậy Nixon có thể cống hiến cho Bắc Kinh điều gì để khiến họ cởi mở hơn và trở thành bạn của Hoa Kỳ? Nixon có thể cho họ Việt Nam, và nếu ai muốn có bằng chứng là Hoa Kỳ dưới thời Nixon và Kissinger đã bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa, thì đó là điều này, một bằng chứng rõ ràng. Câu hỏi tiếp theo, vào thời điểm đó có ai khác biết về cuộc thảo luận này giữa Kissinger và Nixon hay không? Fans nói rằng, những gì Kissinger và Nixon thảo luận về Việt Nam vào thời điểm đó, chỉ họ và những phụ tá biết, vì tất cả những điều này đều được Nixon cho ghi lại trên các cuộc băng bí mật của Nhà Trắng, nhưng nhiều năm sau mới được công bố rộng rãi. Việc thu băng bắt đầu bị lộ trong vụ bê bối Watergate. Và những cuốn băng này đã khiến ông và Kissinger, đặc biệt là Kissinger bị lên án, vì Kissinger rất thẳng thắn trong các cuộc nói chuyện với Nixon vào mùa hè năm 1972 trước Hiệp định Paris. Kissinger nói với Nixon là chúng ta đang đàm phán theo một tình huống mà về cơ bản chúng ta chỉ tìm cách thoát khỏi nơi này và không quan tâm đến những gì Bắc Việt Nam làm, miễn là có một khoảng thời gian coi được giữa lúc chúng ta rút quân, thời điểm có cuộc ngừng bắn và Sài Gòn sụp đổ. Sau đó thì Sài Gòn có sụp đổ cũng chẳng sao. Không biết, không ai biết gì về những điều này cho đến khi có một đột phá lớn vào tháng 10 năm 1972. Hoa Kỳ đồng ý với Lê Đức Thọ là sẽ không yêu cầu lực lượng Bắc Việt Nam rời khỏi miền Nam. Nguyễn Văn Thiệu, Tổng thống của đất nước bị ảnh hưởng bởi tất cả những điều này cũng không được biết. Ông Thiệu chỉ biết chuyện này vì Võ Văn Ba, gián điệp CIA bên trong đội bộ chỉ huy của Cộng sản đã phát hiện ra qua các kênh riêng của ông rồi báo cáo cho CIA và cho cảnh sát của Việt Nam Cộng Hòa. Vào tháng 10, ông Thiệu phát hiện ra là mình đã bị Kissinger bán đứng và Hoa Kỳ hoàn toàn bằng lòng có hiệp định hòa bình mà không yêu cầu Bắc Việt Nam rút quân khỏi miền Nam. Câu hỏi tiếp theo, chắc chắn Kissinger không thể tự mình quyết định làm như thế. Ông ấy phải làm theo lệnh của ai chứ, có đúng không? Franz
đúng thế. Kissinger và Nixon cùng nghĩ ra chiến lược bỏ rơi Việt Nam và trên thực tế họ đã thực hiện. Đây là hình ảnh lính Việt Nam Cộng Hòa ra trực thăng tại Xuân Lộc sau những nỗ lực cuối cùng trước khi Sài Gòn thất thủ. Vào năm 1969, Kissinger và Nixon đến nhậm chức tại Nhà Trắng. Họ là một cặp đôi, trong đó Nixon là Tổng thống. Họ hứa đưa Hoa Kỳ ra khỏi Việt Nam, đó là lời hứa với người dân Hoa Kỳ khi tranh cử. Tại một thời điểm nào đó, Nixon nói rằng ông sẽ chấp nhận điều kiện ngừng bắn tại chỗ để làm cơ sở cho các cuộc đàm phán. Và câu hỏi đặt ra là ý của Nixon là gì? Dường như khi ông ta đề cập cái việc đó, lần đầu không ai nhận ra rằng ngừng bắn tại chỗ có nghĩa là bạn đứng yên và kẻ thù cũng vậy. Điều đó có nghĩa là tất cả quân Bắc Việt và Nam Việt Nam không phải rời đi mà sẽ ở lại. Vì vậy, ngay từ năm 1969, bất cứ khi nào ý tưởng của một hiệp định hòa bình được thảo luận, Nixon đều tính đến một lệnh ngừng bắn tại chỗ. Điều đó có nghĩa là cho phép lực lượng của phe địch hiện diện ở miền Nam và đó là một công thức dẫn đến thảm họa. Công bằng mà nói, Nixon cũng không có lựa chọn nào khác vì Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa đã không đánh bại được Bắc Việt, đã không buộc được họ ra khỏi miền Nam. Chúng ta không thể ném bom, chúng ta không thể ngăn chặn cuộc xâm lược ở Bắc Việt Nam, mỗi mùa khô lại gửi thêm từ 60.000 đến 100.000 quân tiếp viện vào miền Nam, thay thế những quân lính đã tử trận. Chừng nào điều đó còn xảy ra, trừ khi bạn dội bom lên miền Bắc, chiến tranh vẫn tiếp tục và bất cứ hiệp định hòa bình nào cũng phản ánh sự thật rằng chúng ta đã không đánh bại được kẻ địch. Tiện đây tôi cũng muốn kể cho các bạn nghe câu chuyện như sau. Sau chiến tranh, tôi trở lại Việt Nam vào năm 1991 với tư cách là khách mời của đài BBC. Trong chuyến đi đó, tôi cùng một nhóm làm phim BBC đến bộ chỉ huy cũ của lực lượng Cộng sản thời chiến ở tỉnh Tây Ninh. Một số cán bộ mặc bộ đồ đen, đeo huy chương kéo đến gặp anh chàng CIA đã trở lại Việt Nam này, ở ngay trong cái hang mà chúng tôi đã tìm cách làm cho nổ tung trong suốt cuộc chiến. Trong bữa ăn trưa gần Củ Chi, chúng tôi thảo luận và đây là những gì một người Cộng sản nói với tôi rằng: các bạn Mỹ, chúng tôi không thể nào hiểu phản ứng của các bạn vào năm 1969 khi chúng tôi đang bị thương vong nặng nề sau Tết Mậu Thân 1968 và những trận tiếp theo. Đây là hình ảnh trong địa đạo Củ Chi với những lối đi vòng vèo trong lòng đất nơi bộ đội và du kích Cộng sản ẩn náu. Người này nói thêm, chúng tôi đã tổn thất quá nặng và không thể tiếp tục cuộc chiến với cường độ cao trong vòng 2 năm. Tại sao các bạn không dội bom xuống các con đê ở Hà Nội như vậy? Nghe câu hỏi đó, tôi đã nói với ông ta là chúng tôi đã dự định làm điều đó, nhưng Lầu Năm Góc quyết định rằng nếu làm như thế, chúng tôi sẽ giết chết rất nhiều thường dân Bắc Việt và chúng tôi không thể thực hiện giải pháp đó vì lý do nhân bản và đạo đức. Hoa Kỳ, tức chính quyền của Nixon, thường bị chỉ trích là vô đạo đức và vẫn nhẫn tâm làm điều mà Bắc Việt Nam chắc chắn sẽ làm nếu họ có lựa chọn đó. Nếu họ có thể dội bom xuống miền Nam, bạn có nghĩ rằng họ sẽ làm không? Hoa Kỳ thì không. Trong cuộc thảo luận đó, tôi nhớ đã không thể tin được là họ đã phân tích đúng vấn đề của Hoa Kỳ, là chúng tôi không tàn nhẫn đủ. Nếu năm 1969 chúng tôi dội bom lên đê điều ở Hà Nội thì có thể cũng không thắng, nhưng chắc chắn sẽ làm chậm lại cuộc chiến. Những người Việt Cộng sản Việt Nam mà chúng tôi tiếp xúc sau cuộc chiến tranh xác nhận điều này, rằng Hoa Kỳ đã có thể đẩy cuộc chiến vào bế tắc, nhưng chúng tôi không làm thế và bỏ lỡ cơ hội. Thay vào đó, Nixon rút lực lượng Mỹ ra khỏi Việt Nam theo nguyện vọng của người dân Mỹ và đưa quân Việt Nam Cộng Hòa ra tiền tuyến thay cho những người Mỹ đang rút đi. Chính sách Việt Nam hóa chiến tranh đó không hữu hiệu vì quân đội Việt Nam Cộng Hòa lúc ấy không thể làm được những gì Hoa Kỳ đã làm khi không còn sức mạnh của không quân Mỹ và viện trợ của Mỹ. Quân đội Việt Nam Cộng Hòa chưa sẵn sàng để chiến đấu một mình. Tôi cũng luôn cảm thấy rằng trong những sai lầm lớn nhất của Hoa Kỳ là chờ đến năm 1969 mới Việt Nam hóa chiến tranh. Việt Nam hóa có lẽ ra phải được bắt đầu ngay từ lúc quân đội Mỹ vào Việt Nam. Bởi vì quân đội Việt Nam Cộng Hòa cho đến năm 1963-64 được huấn luyện rất kỹ về chiến thuật của Pháp từ những cố vấn của Pháp. Và họ học cách đánh các trận đánh quy mô cấp tiểu đoàn, trong đó có đơn vị của họ là tiểu đoàn chiến đấu với các tiểu đoàn khác. Đó là cách người Pháp đánh trận. Cộng sản trong khi đó áp dụng chiến thuật du kích. Khi bắt đầu chính sách Việt Nam hóa năm 1969, Kissinger nghĩ đó là một chính sách tốt nhưng đã quá chậm trễ. Và cuối cùng thì Kissinger chỉ muốn mua một khoảng thời gian cho quân đội Mỹ rút ra khỏi Việt Nam.
để sau đó khi Sài Gòn thất thủ thì không ai đổ lỗi cho Hoa Kỳ, khiến Kissinger và chính quyền Nixon không bị xấu hổ. Đây là hình ảnh Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu vào năm 1968. Nhưng tại sao Hoa Kỳ là đồng minh với Việt Nam Cộng Hòa không đợi cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa sẵn sàng chiến đấu rồi mới rút quân? Câu hỏi được đặt ra. Frank trả lời: trong một cái nhìn toàn cảnh hơn, bạn có thể đổ lỗi cho người Mỹ về điều đó. Bạn có thể đổ lỗi cho Hoa Kỳ đã rút lực lượng của họ ra khỏi Việt Nam ở thời điểm mà họ đã làm trước khi Việt Nam Cộng Hòa sẵn sàng. Nhưng các động lực chính trị ở Hoa Kỳ thời đó không cho phép những quân lính Mỹ ở lại Việt Nam, điều đó đơn giản là không thể xảy ra. Những người cho rằng Hoa Kỳ bỏ rơi Việt Nam thì đã không viện trợ đủ cho Việt Nam Cộng Hòa trong thời gian ngừng bắn đã nói đúng. Vì lý do chính trị, viện trợ Hoa Kỳ đã không được cấp, nhưng thực tế là, thứ nhất, viện trợ không thể đến kịp thời để cứu miền Nam Việt Nam. Thứ hai, hệ thống hậu cần của Việt Nam Cộng Hòa đã bị tham nhũng lũng đoạn, khó có thể tiếp thu và triển khai thêm vật liệu một cách hiệu quả. Lính Việt Nam Cộng Hòa trong giai đoạn cuối của cuộc chiến thường là ở tiền tuyến, không có đủ đạn dược. Nhưng lý do không phải vì không có mà vì đạn dược được đưa ra đến hoặc đã bị hút vào thị trường chợ đen, hoặc đã bị thất lạc mà không ai biết nó đi đâu, vì miền Nam Việt Nam rơi vào thời điểm đó không có một hệ thống hậu cần hữu hiệu. Và cuối cùng, các cấp tư lệnh Nam Việt Nam thì lo xa, không muốn để vũ khí thặng dư gần tiền tuyến, phòng khi Cộng sản tràn vào mà cất chúng ở xa. Vì vậy, khi Cộng sản tấn công vào quân khu 1, họ cạn kiệt đạn dược và không có một kho dự trữ đủ gần để có thể đến lấy trước khi Cộng sản tiến chiếm. Với tất cả những nguyên nhân do đan xen vào nhau này, tham nhũng và kém hiệu quả là những yếu tố thấy rõ. Tôi nghĩ những người bạn Việt Nam thân yêu của tôi không đúng khi đổ lỗi sự sụp đổ nhanh chóng của Việt Nam Cộng Hòa cho Hoa Kỳ, vì sự việc phức tạp hơn rất nhiều. Một lần nữa, Hoa Kỳ có bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa hay không là một câu hỏi phức tạp, nhưng nói chung là có. Kissinger và Nixon đã bỏ rơi Việt Nam, nhưng thất trận ở Việt Nam Cộng Hòa đến từ những lý do gần nhà hơn.